Xin chào thầy và các bạn, em tên là Võ Hình Văn Phong. Hôm nay em xin thuyết minh về đề tài nhận dạng biển báo giao thông. Để làm rõ hơn trong đề tài này có gì, em xin giới thiệu rõ hơn, sâu hơn. Thứ nhất, để chúng ta có thể làm nên đề tài này, chúng ta cần có cơ sở dữ liệu. Ở đây em sẽ mở cho mình trang file trang, sẽ gồm hơn 50 ảnh bị kết bởi chất thẩm khác nhau và được chia làm 43 lò, được đánh dấu từ 0 đến 42. Ví dụ như ở folder số 12 đây, về cách đặt tên của phát ảnh phải theo thứ tự, ví dụ như 00012. Số 12 này là số thứ tự trong folder. Số 00005 này là số 5, có nghĩa là ứng với điều kiện thứ 5 trong một loại bản điện báo giao thông. Còn số 007 là số thứ tự của ảnh trong một điều kiện số 5. Và chúng ta sẽ gồm các file file test, thì chúng ta sẽ khi chain link cho nó xong rồi và chúng ta viết chương trình chính giao diện cho nó, là chúng ta sẽ test trên file này để kiểm tra độ chính xác của nó. Và để hiểu rõ hơn về code của nó thì chúng ta sẽ vào phần code. Đầu tiên ở đây chúng ta sẽ khai báo các thư viện cần thiết và chúng ta sẽ dẫn các file ảnh chain cần chain vào. Sau đó chúng ta sẽ load tất cả các hình ảnh và nhãn của chúng vào list data và label. Sau đó chúng ta sẽ tạo các cái model cho nó. Và sau nhiều lần thử nghiệm và tham khảo trên các trang tài liệu thì hệ số 15 là rất hợp lý, cho nên sẽ quyết định là gì? Cho nó là 15 lần, sẽ load lại cái model này dạng model size model cho H5. Và sẽ đây, sau khi mà chúng ta chain 15 lần thì chúng ta sẽ được một thông số là chính xác lên được 97,39%. Sau đó chúng ta sẽ vẽ để xem mối tương quan và chính xác của nó như thế nào. Thì ở đây em có chụp lại là độ chính xác của nó khá là cao. Và sau khi chúng ta có thể hoàn thành xong, chúng ta sẽ load dưới dạng model size, có file là file model.html. Đây, đây là cái file mà chúng ta khi khi chỉnh cho nó xong, nó sẽ hiện ở đây. Và sau khi đó chúng ta sẽ thiết kế giao diện cho nó. Đây, tương ứng với 4 bài folder. Và chúng ta sẽ in một cái folder model vào, là file model.html. Để tìm hiểu tính hư và chạy nó như thế nào, chúng ta sẽ tiến hành chạy trên cửa sổ comment. Chúng ta đợi một xíu để cho có thể chạy và show ra được cái giao diện của nó. Và đây chính là cái giao diện. Chúng ta sẽ vào thư mục test để chúng ta kiểm tra thử một số ảnh. Đây là số 30. Đây là vận tốc giới hạn của nó sẽ đặt là 30 km/h. Có thể là một số ảnh như là kẻ trái, turn left or here. Có thể là tôi sẽ tìm ra một cái đường mà đang thi công đi. Đây, đường đang thi công. Một cái biển báo stop chẳng hạn. Đó. Chúng ta thử lại với một điều kiện khác nhau, như là cái biển báo này hơi mờ này và thử chụp từ rất xa thì nó không nhận dạng được, bởi vì chúng ta sẽ quay lại file trang. Bởi vì trong file trang thì mỗi tấm ảnh nó sẽ có rất là nhiều điều kiện khác nhau, như ở đây là có 6 điều kiện khác nhau, về mỗi điều kiện nó sẽ chứa tới 29 file ảnh. Chúng ta sẽ thử một hình ảnh cuối cùng này, có nghĩa đi thẳng, đúng rồi, chúng ta sẽ đi thẳng hoặc hatch online. Qua quá trình học tập và tìm hiểu môn trí tuệ nhân tạo thì em cảm thấy bộ môn này rất là khó và phải cần thêm nhiều kỹ năng, bởi vì nguồn tài nguyên nó rất là phong phú và để hiểu và có thể làm chủ nó một cách thông minh hơn.
và tìm bóng thầy để giảng dạy và hỗ trợ cho em có thể hoàn thành được cái đồ án môn học cuối kỳ lần này. Một lần nữa em xin cảm ơn thầy.